Thưa quý vị, theo các chuyên gia kinh tế cho biết, thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn khá ẩm đạm và chưa được lành mạnh. Để hồi sinh và lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì việc đầu tiên là phải tạo ra nền tảng pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch. Chỉ trên cơ sở đó mới có căn cứ để xác định ai vi phạm pháp luật hay không vi phạm pháp luật. Nếu không, sẽ rất khó cho tất cả những người tham gia vào thị trường hiện nay. Mới đây, khuyến nghị giải pháp để hồi sinh và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, nhóm chuyên gia tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra 5 giải pháp bao gồm: một là phát triển hệ thống nền tảng thị trường, đặc biệt là hệ thống thông tin, các vấn đề về pháp lý, cơ chế chính sách, định giá, định mức tín nhiệm phải có lộ trình áp dụng, tham khảo thị trường trái phiếu mà các nước ASEAN đang hướng tới. Hai là khuyến khích và tạo thuận lợi cho sự ra đời, phát triển của các công ty xếp hạng tín nhiệm cho tất cả các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty xếp hạng tín nhiệm trong nước. Với kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm do các công ty nước ngoài cung cấp có thể không giúp ích gì nhiều do hạn chế của dữ liệu thông tin. Ba là đa dạng hóa các nhà đầu tư và khuyến khích phát triển các nhà tạo lập thị trường bởi vai trò của họ là rất lớn, góp phần quan trọng trong việc duy trì tính thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp, tăng khả năng giao dịch và qua đó thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn. Bốn là tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các tổ chức bảo lãnh phát hành, đồng thời quản lý chặt chẽ để hạn chế các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đủ chất lượng. Các tổ chức tư vấn phát hành cũng cần làm việc chặt chẽ với tổ chức phát hành trong việc chuẩn hóa hồ sơ trái phiếu, tiếp cận dần với các chuẩn mực quốc tế, tránh những rủi ro không đáng có. Năm là khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường khu vực và quốc tế như thị trường vốn ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á, phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế là một hướng đi phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động trong nguồn vốn huy động, không bị lệ thuộc vào tín dụng xuất khẩu hay tín dụng ngân hàng.